cá lóc với cá chê hấp bầu. Đây là hai con cá mình cắm câu dính được mới gỡ sáng nay. Giờ chuẩn bị lên mâm lên bát anh em ta chiến rồi nha. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây giới thiệu trước nha. Cái món này là cái món cá lóc hấp bầu của thầy Năm. Đó, giảng viên đại học sư phạm. Thầy trên tay đang cầm cái gì, rượu gì ta? À, cái này là chai rượu. Rượu gì thầy? À, cái này là rượu bụi rượu bữa củi. Rượu bữa củi. Uống xong biết chuối hột củi. Uống xong không biết chín củi đâu ra để mà rượu. Chuối hột rừng. Đó, thầy giấu kiền chai bự nữa kìa, đó, đó, đó. Chặt tí nó uống xong cho nó bữa luôn gốc cây nhãn nè. Nè nè, nó bữa vậy nè, nó bữa vậy nè. Cái rượu đó là rượu lửa củi á. Rồi. Rượu vô cửa. Lửa củi đúng rồi. Lửa vô cửa. Chắc đầu bếp kim gì kim thợ ngâm luôn hả? Hả? Đại diện chính. Cái màu giống lũ tây quá anh à. Đình lăng bữa củi. Đình lăng bữa củi gì nữa? Chuối hột hả? Mật ong. Mật ong. Mật ong. Đình lăng bữa củi chuối hột mật ong. Cồn. Cồn. Cồn chạy tới không à. Nè anh chiếc này chán đi. Anh lấy nhà khác. Anh đang ra chiếc này. Nhà thầy Năm đang chưa có cửa, tí nữa về mới có cửa đâu lũi. Cái này để bên nhà hàng đi, để bên nhà hàng đi. Chấm ở đây hai anh em. Rồi. Đó. Cái này cá lóc. Đưa cái lưng cá lóc lên ha. Cá lóc với cá chê hấp bầu. Đây. Cá suối là vô cá địch. Cá sáng nay mới lượm mà, thành ra là tăng lên à, tăng lên một phát đi cho nó lắm vô khó coi. Rồi. Ở giữa là lóc, bên đầu là lóc cá chê. Trắng ao tán vậy thôi à, để mình ăn cho nó sang ra. Nhúng lên mình cuốn rồi mình chấm đồ mình ăn vậy không cho sang có gì em dạ phụ không mình lượm cái hàm đi lượm cái hàm đi hả bảy lượm cái hàm chứ cái tay luôn dữ vậy ba giòn nha dạ cái như quý vị đây ở dưới này một buồn trứng có trứng luôn anh. Trời đất ơi. Ôi, quá hay mà. Nào câu biết câu rơi bay lửa cá câu cá trứng ăn cá có trứng hay ai trứng không? Ôi ôi. Chỉ có ở Việt Nam thôi nha. Ừ, Việt Nam thời gian ở tay này sống rồi. Ăn ở Mỹ là vô chỗ ăn luôn. Thử miếng đi anh Năm. Thôi nè. Quên thầy Năm. Thầy em. Rồi, cảm ơn thầy. Người có duyên. Này là thưởng công cho thằng câu cá. Cái này của anh cha chủ già. Thôi mình nửa cái đó đi. Có anh cái này là cái gọi là cái gọi là cái gọi là cái đầu. Anh ăn gió duyên đi chứ tụi em hết duyên rồi. Gặp cái gì vậy? Đó trước rồi đó. Tại vì anh còn đi sinh hoạt cộng đồng. Cái này là bao nhiêu một con anh? 1.200 đồng một con cách đây 2 năm mấy. Vậy là cái con bữa cũ thì phải mua 1.000 mấy đồng một con. Đúng rồi. Uống cái rượu này vô nó có một cái vị rất là đặc trưng nha các bạn. Cái vị khét khét của con bữa củi. Tại mình rang mà. Với lại rang lên mới ngâm đúng không anh? Bị vậy. Sao béo quá ta? Bị vậy. Bị béo ngon á. Bí đỏ, béo ghê á. Bí đỏ với bầu. Bí ngon hơn ăn bầu hả? Ngâm với lại chuối hột. Dạ. Đinh lăng nữa. Ăn bí ngon hơn hành. Cái mùi rất dạ là ngon. Thôi gấp hành bỏ đi. Cái này như cũng được liệt cho cái dạng là ông uống bà khen phải không thầy Năm? Đúng rồi, ông uống bà khen. Bà khen ít ít thì bà còn nghe nhiều quá bà than không ạ? Ông uống bà chạy. Chịu không đứng. Đó, 3, 2, 1, vô. Nhỏ nhỏ thôi. Bộ rụt cá độc luôn nè. Thôi chia cho mọi người đi. Ở bộ rụt đâu chia được, cái đó là lớn. Quay lưỡng là quý lực. Để anh em đi. Không, đó, cái này là đi. Bây giờ mình ăn trước rồi mình được quyền mình xe đúng không? Đây đầu tư định xe hai ổ là hai ổ trứng là mình chia ra một tứ đúng không nè. Đó, nói về trứng. Cái trứng này à, nhìn cá nha. Giống như cá của chúa vậy đó. Ờ, đây là trứng cá đây. Trứng của chúa hả? Trắng trắng. Nhưng mà cái này thấy nó giống gì không?
nó buông buông cái đầu ra giống gì không? Ăn mà cứ tưởng tượng không. Không ai ha, tự nhiên bố anh em mình thuận tay trái luôn. Vậy thôi đừng đuổi cho mấy ghi vô. Vô đây bài chổi. Chổi chèo ghê lắm. Vô là chổi liền. Nhất là ba gót á. Vô. Ủa trời ơi, em không biết ăn cái này đâu. Cá ăn có cái đầu không mà. Có bì mà gấp cái đầu nó ăn. Mùi thiệt. Ủa là muốn cá đầm nhìn nó trắng đã ha. Rồi, vô. Một ai ba vô. Vô, ông muốn mời em. Ngắn thôi. Liếc chừng phút thôi. Ta có thời gian ta coi dài quá, ta làm biến thôi. Cứ mỗi liếc vậy, ngắn thôi. Uống nha. Vô nha. Đã ha. Bỏ công. Nhiều người cứ nghĩ nó là nó bổ não. Bổ não thì là coi như tuần ăn lần, kiểu ăn theo dạng thường thức á. Con bé tiêu của mình hồi năm nó học phổ thông á, nó to lắm. Bảo đảm mà năm nha, còn ăn được cái chai này không đủ rồi. Bảo đảm luôn. Không uống hết chai đó, uống bia thôi, đừng uống rượu nữa, chịu nổi đâu, nắng uống hồi điên luôn á. Vậy, uống rượu em ăn mới được. Dạ. Uống bia không bỏ luôn á. Em ăn gần hết này đi, bắt đầu còn ba giớ á. Các bạn là hồi rượu lao cho mát. Có thể. Vô, anh em mình vô. Đó. Mình lấy cái hạt này hạt kia và lấy khô mực đồ ra cho mình. Ông uống bà khen nha, thôi rồi xã ơi. Thôi rồi bà ơi. Thôi rồi xã ơi. Anh uống này vô xong bữa cưỡi biết kiếm đâu ra bữa xã yêu ơi. Mình ăn hết cái này. Uống rượu xong cái bắt đầu mình bỏ qua ăn bên, cái mình lấy 2-3 khô mực khoảng chừng mực đá lá như này mình ra mình nướng. Cái mình chấm mấy kia mình nhẩm bia giả khác cái là xong rồi về nghiến. Thôi mày bà gái. Sao đâu phải lâu em mới về em mới ghé được phải không? Anh từ chối bỏ anh đi. Anh mà đi anh Thuận mà nay nó nhậu là chiều nữa trời mưa tầm tã luôn. Vô. Muốn lắm. Vậy là mà bây giờ là mấy giờ ra? 1 giờ. 1 giờ kém 20. Vậy là 2 giờ anh nhận được cái túi đựng cần. Túi bay xong bữa hổm mà tao vợ muốn đòi anh đâu mà vợ đứa anh đâu mà. Đâu ý là thùng bia mới có túi con gái đúng không? Cái nào nó mới có túi. Túi định cái gì? Giải của ông này công của ông này mình sai là mình đó. Giá tới 2 kèo lịnh á. Một thùng bia. Mà đuối lắm á. Thôi để tao ra ngoài lại mua. Thôi đi ra ngoài chỗ phía xin mua mày cái túi cần. Để làm hơn á. À, ai nói vậy cũng 70 ngàn. Nói vậy làm đâu có tiền nghe em nói với anh em mà bỏ ra thùng bia thì cũng chưa 34 chứ đâu. Đâu phải uống mình có ba. Nhưng mà cái thằng bỏ nó cười, nó cười không à, nó ngồi nó cười không à mà. Ở trong lòng nó lòng nó đau quá. Rồi đưa cho Phong. Bỏ hết đi. Đã đã. Thì cũng có lý cũng thằng này. Rồi mày làm miếng sao? Đưa chai được chơi chứ. Phải uống tiền nhậu quá, mình phải hài hớp nó hài ly. Hiểu không? Thử hại cá câu á hại. Hại uống cá cái gì hại đem nó bằng tuổi nhiều. Quá là nãy rồi đó. Bây giờ thôi mình biết mình có lỗi. Có nha, bữa giờ là cà phê thấy mọi người luôn cho nên hết củi không có đồ bữa thôi chứ còn. Giờ chỉ còn cưa cái cây đó mà, tao sợ nó bữa không nổi. Cây nào? Cây nhãn hả? Nhãn lắm. Bây giờ á, có hai cái này rất nhiều lắm. Chứ hại bên nó nhiều củi lắm, yên tâm đi. Hại củi, củi nhiều, hại củi chắc luôn á. Còn mấy cái đồng tay dưới mà. Còn mấy cái đồng tay bìa. Anh Hà ở tính chở vô mà. Anh Hà bây giờ nè, bà tính có 3 lít. Bà thân. Thân. Anh Hà nói giờ á, bỏ anh Thùng ra. Chị cái cây đó xuống tới góp luôn, cười cút 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 để dành đó nó mới thấy thâu mất cái đó, cây con nhánh một không lại già bắt giải rồi cái cây ngoài không nha còn cái riêu chặt được cái riêu từ từ cái riêu từ từ xin lỗi bạn cây nhãn này nó già rồi nó cứng ngắt rồi chặt tê tay luôn á đừng có đùa đó mà thấy đẻo thấy đẻo đó không mất cái lỗi là tới ngoài da luôn rồi đó nghĩ sao vậy cái bàn da không rồi bàn da không rồi bàn vô để ta kiếm mà kiếm cái điều mà chặt uống 10 thùng bia bảo đảm mày chưa đứt luôn á. Em biết mà em chặt không em chặt bên giường rồi đó em chặt không ra chặt. Kiếm củi để người ta tết nấu bánh chưng bánh giờ lấy cái máy cưa bản là nhanh nhất. Ồ mày cưa nói gì nữa cái máy cưa tuyệt vời quá rồi. Không chiều nay mưa anh Thuận nó nhậu chiều nay mưa to lắm. Có còn ba pha kìa. Nắng nó hấp. Đóng. Hai ba lần chơi. Vậy đi cho nó ra mồ hôi cho nó đỡ mùi rượu. Cho nó khỏe quá nó không có tụ lại nó không có tát tán vô máu được bữa nổi đâu anh. Tối á bắt đầu ngủ mấy lần nó đỡ.
Nhậu đây khấu điện thầy năm bữa uống nhiều hai thùng tay cơ quất khách hai chảy đem rượu lên quất luôn đục mà ngộ ngại nhậu cái đó đúng giờ thiệt chứ cái này cuốn vô sao cái mực này ai chơi dở cái đầu này à? Mực câu ai chơi dở mực câu ai chơi dở đập lấy chà khai con cái nướng giòn nha có cái chỗ nướng giòn nha giò phát sao à, mực này mà chơi dở chết luôn á. Ừ. Rồi vô đốt mấy đừng lo người ở trên chơi lại dưới chó lụm dạ ok rồi cho xem mày nướng hơi chín quá rồi nướng sống nữa còn lá nữa chết luôn cho chín chút xíu dễ ăn đúng không nóng không phải nóng đâu mà tại vì mình nóng á nhíu vậy từ từ nó nguội cũng được đó cậy cái này phải ra mình đứt ra không cháy rồi không cháy vừa ăn đủ cái chai kia nó bị đủ xanh, nó bị đen ngon, cái lớp trên ra cái đi thầy cho con cái con nào con làm ca bài về mấy đầu đi chứ sớm mà bây giờ đóng nghiêm rồi vô ngày xưa đó em ơi có gì vui xin biên thư để cho anh mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa bao yêu thương và nhớ anh xin em để thư mưa rơi không tiếng mình đúng rồi em miền dần khuya lòng ai thương nhớ vô biên em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn điêu linh yo, hay quá. Anh ơi,
tình lẻ đêm buồn là làm sao anh ơi. Chết. Tình lẻ đêm buồn là một mình tôi lẻ loi trên đường phố nhớ thương ai mà đêm về ngậm nhớ thương ơi. Lâu quá không đợi được, bỏ đi ha. thua rồi. Rồi. Suốt đêm không ngủ bên tai cà phê đen chúng ta ôn chuyện thương. Ngày mình còn thơ hay quá.